Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quả bom nổ chậm tại Trung Quốc, 70 triệu người thất nghiệp. Tuy Trung Quốc đã ngăn chặn được đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng phải trả cái giá rất khổng lồ. Kinh tế đi xuống thảm hại và thất nghiệp tăng cao đến mức kinh hoàng. Theo nhận định của thông tín viên Leo Chos tại Bắc Kinh, trong một số đất nước hầu như không có đảm bảo thất nghiệp, cuộc khủng hoảng này là thách thức chính cho Đảng Cộng sản Trung Quốc khi khế ước xã hội bị đe dọa. Đây là hình ảnh người lao động tìm việc làm ở Trung tâm Giới thiệu Việc làm ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Tác giả cũng mở đầu bài viết vào hôm 15 tháng 6 năm 2020 bằng hình ảnh một người đàn ông 52 tuổi ngồi trên vỉa hè ở một đại lộ ngoại ô Bắc Kinh. Chiếc túi đồ nghề đã phai màu lỉnh kỉnh những đồ nghề xây dựng như búa, bay, thợ hồ. Ông cho biết mỗi ngày từ 5 giờ sáng đã có mặt, nhưng hiếm ai thuê. Mùa hè năm ngoái, ông rời Hắc Long Giang đến Bắc Kinh thử thời vận, nghĩ rằng sẽ dễ sống hơn quê. Xung quanh ông là nhiều người lao động nhập cư khác. Hàng trăm minh công, tức là dân công, tức lao động ngoại tỉnh, tụ tập tại đây từ tờ mở sáng, chờ trực những người đến để tìm công nhân giá rẻ. Một người lao động đến từ Hà Bắc thổ lộ như sau: "Tôi đến chợ này từ 7 năm qua, hồi trước nhiều việc lắm, có thể dễ dàng được nhận vào làm ở nhà máy hay công xưởng xây dựng. Giờ đây các xưởng đóng cửa hoặc sa thải công nhân, và vì có nhiều người tìm việc nên tiền lương nay thấp hơn trước, tôi vất vả hơn nhiều để kiếm tiền gửi về cho vợ con." Số người thất nghiệp tại Hoa Lục đã lên đến 70 triệu. Là mắt xích cần thiết cho phép lạ kinh tế của Trung Quốc từ 30 năm qua, số 290 triệu lao động nhập cư đã từ bỏ miền quê lên thành thị kiếm sống. Ngày nay là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội chưa từng thấy do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Sau khi sụt giảm mất 6,8% trong quý 1, một điều chưa bao giờ xảy ra kể từ khi cách mạng văn hóa kết thúc vào năm 1976, nền kinh tế Trung Quốc chậm chạp ngoi dậy. Tiêu thụ nội địa đã giảm sút, các công ty xuất khẩu không tìm được khách hàng do thế giới bị tê liệt vì virus corona xuất phát từ Vũ Hán, và kết quả là thất nghiệp bùng nổ trong một đất nước hầu như không có phúc lợi xã hội này. Đây là hình ảnh 55.000 người đã rời bỏ Vũ Hán bằng tàu điện trong ngày đầu tiên dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 9 tháng 4. Theo số liệu chính thức thì tỷ lệ thất nghiệp là 6% trong tháng 4, so với tháng 12 năm 2019 là 5,2%, tức là 4 triệu việc làm đã bị mất đi. Nhưng con số này chỉ là một phần sự thật. Kinh tế gia độc lập Hồ Tinh Đầu ở Bắc Kinh đã giải thích như sau. Điều tra chính thức không tính đến lao động nhập cư lẫn tình trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người hành nghề độc lập. Trong khi chính các cửa tiệm nhỏ, cửa hàng bán sỉ, nhà hàng, khách sạn là những lĩnh vực cần nhiều lao động phổ thông đã đóng cửa, đôi khi vĩnh viễn, nhân viên thất nghiệp ngồi nhà. Cuối tháng 4, một nghiên cứu của công ty môi giới chứng khoán Trung Thái ở Sơn Đông ước lượng tỷ lệ thất nghiệp thực sự tại Trung Quốc là 20,5%, tức là 70 triệu người không công ăn việc làm. Bản báo cáo này nhanh chóng đã bị rút khỏi Internet, và giám đốc viện nghiên cứu của công ty đã bị trừng phạt. Shang Ling, nhà quan sát kinh tế Trung Quốc nhận định như sau. Do không có thống kê khả tín, tốt nhất nên nhìn vào những nhà buôn ở xung quanh bạn đã phải đóng cửa. Ác mộng của lao động nhập cư của mỗi chuyên gia có đánh giá khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý ở một điểm như sau. Tác động xã hội của đại dịch là vô cùng lớn. Các nhà phân tích của ngân hàng UBS ước tính từ 70 đến 80 triệu người Trung Quốc đã bị mất việc hoặc không thể làm việc vào cuối tháng 3. Và ngay cả sau nhiều tuần lễ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ thì điều này vẫn tồn tại. Trong một báo cáo mới đây, bà Uông Đào cho biết thị trường lao động được cải thiện với các hoạt động được tái lập nhưng áp lực vẫn đè nặng. Số người không có việc làm sụt xuống còn 33 đến 40 triệu vào đầu tháng 5, nhưng lại có một mối đe dọa khác. Có khả năng là đến 10 triệu nhân công sẽ bị sa thải trong những tháng tới ở các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu của Trung Quốc vì suy thoái toàn cầu và căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Đây là hình ảnh mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa phá vỡ mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và cho rằng việc cắt đứt với Bắc Kinh sẽ giúp tiết kiệm cho Mỹ khoảng 500 tỷ đô la. Đến cuối năm nay, rất có thể khoảng mấy chục triệu người vẫn bị thất nghiệp. Theo cảnh báo của Enan Kui, nhà kinh tế thuộc Trang Economics chia sẻ, và tác động kinh tế của các biện pháp phong tỏa trên thế giới là rất lớn, và Trung Quốc không phải ngoại lệ. Nhưng Enan Kui lo ngại mạng lưới an sinh xã hội ở Trung Quốc
không dự kiến đền bù khi thất nghiệp đại trà, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp không hề thích ứng và trợ cấp ít ỏi và chỉ dành cho một số rất ít người bị mất việc. Chưa đầy phân nửa dân số hoạt động ở đô thị, tức là 200 triệu người được hưởng bảo hiểm này, còn lao động nhập cư chưa đến 1/5. Do không có hộ khẩu ở thành phố, họ bị loại ra ngoài tất cả các chính sách xã hội như giáo dục, việc làm, nhà nước và y tế. Người lao động quê ở Hồ Bắc ở chợ Cao Lệ Dinh kể trên cho biết chưa hề ký hợp đồng lao động, chưa bao giờ nghe nói đến bảo hiểm thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp tối thiểu chỉ có 2,3 triệu người Trung Quốc nhận được trợ cấp trong quý 1 theo số liệu chính thức. Một con số hết sức thấp, cho dù số lượng người thất nghiệp rất lớn và dù được trợ cấp, số tiền này không thấm vào đâu so với thu nhập bị mất đi vì được tính theo lương tối thiểu, vốn không tăng bao nhiêu kể từ năm 1994. Theo Nicholas và Hillright tại Học viện Quốc tế Peterson, trợ cấp trong quý 1 năm 2020 là 1.350 nhân dân tệ, tương đương với 190 euro cho mỗi người thất nghiệp trong một tháng, chỉ bằng 20-30% lương trung bình của các công ty tư nhân ở thành thị. Đây là hình ảnh hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Quảng Châu, Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng xã hội này rơi vào thời điểm bất lợi cho Tổng Bí thư Tập Cận Bình, một năm trước kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là năm mà chế độ Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu xóa hẳn đói nghèo và tăng gấp đôi GDP so với năm 2010. Trước quả bom nổ chậm là tình trạng thất nghiệp hàng loạt, giờ đây mọi tuyên bố của Bắc Kinh đều tập trung vào công ăn việc làm. Lần đầu tiên từ 30 năm qua bỏ rơi mục tiêu hàng đầu là tăng trưởng. Việc làm này đứng đầu trong số 6 ổn định mà nhà nước muốn bảo đảm, đặc biệt là đối với lao động nhập cư và sinh viên mới tốt nghiệp, vào lúc 8,7 triệu sinh viên chuẩn bị gia nhập vào thị trường lao động. Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đây đã tuyên bố trước 3.000 đại biểu Quốc hội phải dùng mọi phương tiện và tập trung mọi nỗ lực để tạo công ăn việc làm. Và những khủng hoảng về lao động ở trên cũng khiến chế độ Trung Quốc bị lung lay. Mục tiêu này vừa là chính trị vừa là kinh tế, cuộc khủng hoảng đã tạo ra thách thức với chính trị, với chủ chốt, chế độ Cộng sản Bắc Kinh đe dọa cắt đứt khế ước xã hội dựa trên sự ngoan ngoãn về chính trị để đổi lấy việc làm giàu. Giáo sư Trần Đạo Ngân, nhà phân tích độc lập ở Thượng Hải nhận xét tiếp như sau. Bảo đảm việc làm là bảo vệ người dân nhưng đồng thời cũng bảo vệ được nhà cầm quyền. Một khi việc làm được duy trì và nhu cầu thực phẩm thiết yếu được giải quyết thì sự ổn định của chế độ không bị đe dọa. Đây là hình ảnh một cuộc đình công của công nhân Trung Quốc. Với gần 200 vụ đình công kể từ đầu năm nay so với trên 700 vụ vào năm ngoái, theo tổ chức phi chính phủ China Labor, người lao động Trung Quốc ít xuống đường hơn trước. Eric Saude, chịu trách nhiệm châu Á của Planet Labor giải thích như sau. Sợ dịch bệnh bị phong tỏa, chính quyền tăng cường kiểm soát nên các phong trào xã hội khó có điều kiện diễn ra, nhưng điều này không có nghĩa là không có khủng hoảng xã hội. Tuy nhiên, sự phẫn nộ bất bình được bộc lộ qua các phương tiện khác, chủ yếu trên các mạng xã hội, khó có thể định lượng được. Trong khi nhu cầu thế giới sụt giảm mạnh, ổn định việc làm và hạn chế sa thải cũng là cách tốt nhất để tái thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mà từ nay tăng trưởng của Trung Quốc phải dựa vào phần lớn. Lần đầu tiên kể từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa Hoa Lục, thu nhập thực các hộ gia đình giảm đi 3,5% trong quý 1 và chi tiêu tiêu thụ giảm 12,5%. Và Trung Quốc đang tìm mọi cách để tái thúc đẩy việc làm. Giảm thuế để đổi lấy việc không sa thải, trợ cấp khi tuyển dụng lao động, nhập cư, tăng tuyển mộ sinh viên mới ra trường vào quân ngũ, tạo điều kiện cho các người bán hàng rong, Bắc Kinh không ngừng tìm cách tái thúc đẩy công việc làm ăn. Nhưng thử thách là khổng lồ khi một số lĩnh vực khó có thể vực dậy và các nhà máy không có đơn đặt hàng. Trước đại dịch, tăng trưởng của Trung Quốc cũng đã chậm lại, tạo ra ít việc làm. Ý thức được những khó khăn, chính quyền chỉ ấn định mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khoảng 6%. Dù vậy, không ít người lao động nhập cư đã trở về quê. Đối với họ, những khu chợ người như Cao Lệ Dinh ở Bắc Kinh đã trở thành quá khứ. Tại Trung Quốc, thêm 10 khu dân cư tại Bắc Kinh đã bị phong tỏa vì viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh khu chợ thực phẩm Tân Phát Địa Bắc Kinh đã bị phong tỏa vì nguy cơ bùng phát viêm phổi Vũ Hán vào ngày 12 tháng 6 năm 2020. Và tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2020, Trung Quốc phát hiện gần 80 ca nhiễm mới trong 4 ngày liên tiếp. Phần lớn trong số này xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh. Thêm 10 khu dân cư tại Bắc Kinh bị phong tỏa, nhiều tỉnh, thành ban hành lệnh cách ly với người dân thủ đô. Thông tín viên Lagder trong khu vực Bắc Á cho biết thêm như sau. Rơi và tê tê, rồi đến bây giờ là cá hồi và vẫn là cái thớt bán cá.
Nếu như một số người sử dụng Internet nhìn vấn đề dưới khía cạnh hài hước, kể từ khi phát hiện virus corona tại một quầy bán cá ở một khu chợ bán sỉ thuộc quận Phong Đài phía Nam Bắc Kinh, thì ngược lại các giới chức y tế cho rằng đang lao vào một cuộc chiến chạy đua với thời gian để ngăn chặn virus trong một phạm vi khu vực ngôi chợ bán sản phẩm tươi sống này. Theo tờ báo Bắc Kinh News, ngoài chợ Tân Phát Địa và Kinh Thâm, bốn chợ khác cũng đã phải tạm thời đóng cửa. Một bà bán hàng ngoài chợ đã nói như sau: vì nhiều trung tâm phân phối đóng cửa, chúng tôi thiếu một số mặt hàng, giá tất cả tăng vọt, như giá củ cải chẳng hạn, hôm qua chúng tôi không còn hàng để bán. Thời điểm này, stress đang tăng cao. Mọi người bị stress vì virus corona xuất hiện và xuất phát ngay trong dây chuyền lương thực thực phẩm và trong ký ức tập thể. Điều này làm gợi lại hình ảnh từng xảy ra ở Vũ Hán, chiếc nôi của viêm phổi. Cách đây 6 tháng, cho dù Trung Quốc đã rút tỉa được kinh nghiệm và theo các nhà dịch tễ học, tình huống như ở Vũ Hán ít có khả năng xảy ra. Mặc dù không chính thức nói ra, nhưng hình ảnh được lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy giới chức y sĩ đã tiến hành xét nghiệm tìm kiếm vết tích virus ngay trên các loài hải sản mà mọi người lo sợ. Sau 2 tháng tình hình lắng dịu về mặt dịch tễ, giờ đây người dân Bắc Kinh lại bị xa lánh. Đến lượt dân thủ đô phải bị cách ly trong 14 ngày khi họ đi về các tỉnh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 với bản tin quả bom nổ chậm tại Trung Quốc, 70 triệu người thất nghiệp. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.